Con đường nhanh nhất để đi đến tình yêu đó là con đường chạy giày ạ. Thì đây là món quà đầu tiên anh gửi tặng em. Thì như hồi nãy anh đã giới thiệu rồi đó. Thì anh là xuất thân từ phố núi Gia Lai. Phố núi đây Gia Lai. Chính là món đặc sản của quê hương anh. Đây chính là gà nướng và cơm lam. Dạ, em cũng từ Đắk Lắk anh ạ. Dạ, nên em cũng rất thích gà nướng và cơm lam. Kính thưa quý vị, bây giờ là chương trình ẩm thực tình yêu bắt đầu. Em xin phép được chia sẻ món quà này với lại ban cố vấn. Anh có thể mang tặng ban cố vấn, tại vì nhờ cái ban cố vấn biết đâu chúng ta sẽ thành đôi. Trời ơi. Cái này là hợp với cơm lam lắm đây. Em sẽ còn hai cái câu chuyện tình yêu ở phía sau đẹp hơn nhiều đó nha. Ừ, đừng có vội vào chỉ vì con gà mà làm hỏng cuộc đời. Em thấy sao với bí mật này và tài năng vừa rồi của bạn Trung? Dạ, em thấy anh Trung là người rất là tài năng. Và em nghĩ bí mật này rất là dễ thương. Em chấp nhận. Chấp nhận. Chưa gì đã chấp nhận rồi. Chưa gì là đã chấp nhận. Hay là sợ quá mà chấp nhận. Không, em nghĩ là chấp nhận cái bí mật và cái tài năng này. Dạ đúng rồi, em chấp nhận bí mật và tài năng của anh Trung ạ. Ngày hôm nay khả năng là tôi vẫn cứ đứng ở đây thôi. Em nói rồi, anh chỉ phát thanh thôi. Cầm đi. Cho em xin ly trà đi. Bởi vì là tôi chỉ cần giới thiệu. Bình tâm lại. Tôi chỉ cần giới thiệu là người tiếp theo xuất hiện đi. Rồi phần còn lại thì có Jasmine Thanh lo hết cho tôi rồi. Nãy giờ em lái không à? Mà em lái máy bay xong rồi cái em quay qua em nói: anh ơi em lái sao? Cái người ta chưa kịp trả lời cái em lái chứ. Thôi vậy cứ lái đi, lái câu chuyện của em đi. Cô gái mà em nghĩ trong trí tưởng tượng của mình như thế nào? Rất là nữ tính, rất là dễ thương và đây nhỏ nhắn như Jasmine vậy. Anh Cường cao mét bao nhiêu và nặng bao nhiêu ký ạ? Hiện tại thì anh 1m87 và nặng 80 ký. Với tư cách là cơ trưởng, chúng tôi yêu cầu các hành khách về đúng vị trí ghế ngồi của mình, không được ngồi sai khoang. Chị rất đẹp, nhưng mà anh Cường lại thích những người nhỏ nhỏ như em mà. Rồi, thích nhỏ nhỏ. Em ơi, cho chị mượn hộp phấn, chị dặm mặt lại chứ. Nói về nghề nghiệp á, thì em nghĩ là cũng dễ thương, chấp nhận được. Em chỉ quan tâm đến việc là thời gian có dành cho nhau được hay không. Em cứ yên tâm, anh chỉ bay nội địa thôi thì sáng đi chưa về, hoặc chưa đi chiều về thôi. Sáng đi chưa về, chưa đi chiều về. Có nghĩa là đêm vẫn ở đó. Đó, đúng rồi. Dạ, đêm vẫn ở nhà, đúng không anh? Bình thường là chị sẽ đứng ở cái phía cô gái, bên nhà gái sẽ xem nhà trai tới như thế nào. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ là gia đình chúng tôi có một cô gái rất là cá tính, nói hết giọng của người khác rồi. Cái vai trò của ông Xui và Xui ngồi đây cũng làm nền thôi. Làm nền thôi.